À dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay em quay trở lại với bãi kiểng của Duy Hiếu ở khu dân cư Bình Nhật, đường Võ Văn Kiệt, thành phố Cần Thơ nha cô chú anh chị. À, giao lưu cô quý cô chú anh chị mình hôm nay có một số cây thành phẩm về mình cắt bo ghép hết cô chú anh chị. À, chỗ của anh Hiếu thì đóng kiện rất là chắc chắn luôn hết cô chú. Đây, một số cây thành phẩm mà mình đóng kiện giao gửi cho khách ha, nên là cô chú anh chị mình mua cây thì yên tâm nha quý cô chú. Hôm nay thì mình giao lưu có một số cây cúc thọ hương ghép gốc tứ quý, ghép gốc mai vàng nha quý cô chú. Cây đế rất là đẹp luôn nha, đế cũ đặc luôn nha cô chú. Thọ hương này thì lấy rất là nhiều bo luôn. Ghép với gốc tứ quý nha quý cô chú. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ cho anh Hiếu khá là nhiều ạ. Chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những cái mai ưng ý ha cô chú anh chị. Đây có một cây cúc thọ hương ghép với gốc mai vàng gốc quái nha cô chú. Cây cũng đang còn gà hoa nữa nha quý cô chú anh chị. Này lấy về mình dưỡng chăm, mình cắt hoa cắt bo xong rồi dưỡng lại tới Tết năm sau chơi hết cô chú. Tết năm sau chơi hoa nha. Rồi em vô clip hôm nay luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin chào anh Hiếu ơi. Rồi chào Phương, rồi Duy Hiếu cũng mến chào cô chú anh chị ha. Rồi cũng cảm ơn cô chú clip vừa qua đã ủng hộ em rất nhiệt tình ha. Hôm nay em lên một số thành phẩm lúa non già mùa cũng có ha cô chú. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em là 0907 864 124 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Số đó là Zalo luôn ha. Hôm nay em lên là tứ quý cúc thọ hương mai vàng, ghép cúc thọ hương không nha cô chú anh chị. Con cây cúc và cúc quýt nè. Đó, dạ. Mai vàng dạ. Rồi cây mã số 1 đầu tiên là một cây tứ quý, mà cây này là cây phôi, em trồng đã thần rồi ha cô chú. Đó. Sống khỏe rồi. Cây này em bán cho cô chú về mình ghép chơi ha cô chú anh chị. Này giờ mình ghép liền được nha cô dạ, chú. Em trồng đã thần được 2 tháng ngoài ha cô chú. Dạ. Rồi cây này khi đi em không có để chậu cho cô chú nha, tại vì vận chuyển em có bị tình trạng bữa hổm bị một hai cây rồi. Khi đi em bó bầu em gửi cho cô chú nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cây sống khỏe gì rồi. Đó. Rồi đế rất là đẹp hết. À đế rất là đẹp nha cô chú. Mấy cây này em trồng em cũng tính ghép bo nhỏ nhỏ để chơi nè. Mà thôi hôm nay em bán luôn, hoành thân là 19, hai gần 20 tính 19 nha cô chú. Rồi. Chiều cao 45. Dạ. Đó, cây này em trồng chậu 4 ha. Rồi mã số 1 đầu tiên em giao lưu là giá 900.000 thôi. Rồi thôi tứ quý nha cô chú, chỉ 900.000. 900k. Rồi em đổi luôn nha. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Mã số 2. Mã số 2 nha cô chú anh chị, cây này đã sống khỏe rồi ha cô chú. Đó, em mấy cái tược nó lên nè, nó mạnh ha. Đế này cây này đế cũ đẹp. Nó giót ngọn ha nó. Có cốt cành này cô chú anh chị mình đóng bo vô là mau chơi nha quý cô chú. Đó, trồng gì là cô chú nào biết cái chọt nó lên lớn gì là cô chú biết rồi. Cây sống khỏe ha, không cần lo ha. Đó. Mã số 2 nha quý cô chú, tứ quý nha. Rồi 22 hoành thân. Dạ. Em đo cái cũ rồi. Mấy cây này em tính ghép em để chơi. 47 ha cô chú. Dạ rồi. Cái chiều cao 52. Dạ. Rồi mã số 2 này tứ quý em giao lưu là 1,5 triệu nha cô chú. Rồi 1,5 triệu mã rồi. Số 2 dẫn bao ship. Dạ. Cây này khi đi là em không có ship chậu nha quý cô chú, thông cảm giùm em. Dạ. Tại sợ bể chậu đồ này kia. Những cây thành phẩm thì em đóng kiện cho cô chú ha. Đó kiện em có đóng nãy em có giới thiệu lúc đầu đó cô chú. Rồi những cây này là tại cây phôi mà đóng kiện nữa nó cực lắm, không có lời lớn gì nha quý cô chú. Tại bán cái giá này nó cũng sát giá rồi. Đó, số 2 là 1,5 triệu. Rồi, đổi cây. Tiếp theo. Mã số 3. Mai vàng ghép cúc quýt nha quý cô chú. Dạ. Đó, cô chú nào lấy bo về mình cây này ghép được 2 bo ha. Với cái đuôi. Đó. Ghép 2 bo mà cái bo này mình về lấy bo được, cắt bo được liền nha cô chú. Đó. Bo nó già rồi nghe cô chú, cây này không có lặt lá đó nghe cô chú. Mình lấy bo được nhiều lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cây thì cái gốc thì gốc gốc mai vàng ha. Dạ. Cái dáng nó cũng đẹp nha quý cô chú. Cũ luôn nha quý đó bởi vậy nó cũng bán ra cho cô chú mình ha. Giá
cút vip nha quý cô chú. Cái bông cút vip này cô chú mình có coi trên mạng mình biết ha, cái bông đó hoành là 26. Chiều cao mình lên tới trên cái này đi từ 62 hết cô chú. Cái mình cái chiều dài này là 30 đó, cây cũ đặc luôn ha. Rồi cây mã số 3 này em giao lưu là 2.500.000. Dạ, 2.500.000 nha cô chú, mã số 3. Rồi những cây này là em nói cô chú là em để chậu cho cô chú luôn ha, tại vì cây thành phẩm em sợ rút bầu ra khi đi nó yếu cây cho cô chú. Cây này em để chậu cho cô chú luôn, rồi em đóng kiện gỗ nha cô chú anh chị. Dạ. Đảm bảo là cây đi cho cô chú là tợt bo là còn y nguyên nha. Đó. Cây này nó cũng có một số nút nụ nữa nè cô chú anh chị. Giờ mình cắt bo được liền nha quý cô chú. Rồi mã số 3 2.500.000. Rồi. Đó. Rồi đổi cây. Rồi mã số 4. À, mình ghép giống mai gì đi anh ha? À cúc thọ hương luôn. Dạ. À cây này biết nhiều người điện nè. Đây nè anh Tấn ở Đồng Tháp nè, ảnh chốt rồi. Rồi cái ảnh hồi em này nghe quý cô chú, chốt cây rồi cái ảnh nói chưa có tiền nhận rồi thôi em rút tàn lại cây này cũng rút tàn trước Tết đó cô chú ơi. Nó lá dạ. Cái bo nó già đó nha. Đúng rồi, bo nè, chột. Cây này ghép được cũng cỡ khoảng 8 tháng rồi nghe quý cô chú. Nó dạ. Cây cái đế nè, cũ đế không nè. Nó cây đẹp lắm nha cô chú, cây này là mai vườn mà gốc mai vườn ở bên Đồng Tháp người ta trồng số lượng lớn á cô chú anh chị, cô chú nào mình đi ha. Củ đế không dạ. Nha cô chú. Đúng rồi. Mã số 4. Cây này cô chú điện nhiều lắm, cái cây này nói chung là rồi em cho hoành thân. 27 hoành thân. Dạ, 27 hoành. Củ đế là 50. Dạ. Đó, đế cũ ha, cây nhỏ mà cũng để cái củ. Đặt luôn ha. Cây này chiều cao là 58 ha. Dạ. Mấy cây này mình về bonsai mình vô chậu đẹp cái chơi ha. Chỉ đường tán ngang là được 55. Dạ. Cây này em rút ha. Cây này năm Tết này nữa là nó hai mùa cái là nó đẹp lắm nha cô chú. Thọ hương cô chú biết rồi. Chỗ bông chùm không? Rồi cây mã số 4 này em giao lưu đến quý cô chú là giá 5 triệu nha quý cô chú. Dạ, 5 triệu chẳng nha cô chú. À, 5 triệu. Cái phôi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Phôi không là mình mua khoảng 3-4 triệu ha quý cô chú. Dạ. Đó. Cây nè, hết biết không? Mà nó nguyên một cục đặc nha cô chú chứ không có lỏng ha, bao cô chú ha. Rồi, đổi cây. Tiếp theo. Số 5. Dạ, mã số 5. Cây này là cây mai vàng ghép cúc thọ hương nữa ha. Cũng chung cái lô giống như ha, cây này cũng đẹp bonsai quái ha, cây này em mua cái chậu đẹp em chơi nè ha cô chú. Đó. Cái gốc nó quái dữ lắm nha. Gai gốc này nó quái dữ lắm nha cô chú. Nó nhìn nó như cái này con gì nó nằm vậy. Đó. Đó. Nguyên cái rộng chữ xe nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị, có chuyên lắm nha quý cô chú. Đúng rồi. À, mình ghép được 2 3 4 5 bo nha cô chú, mà cái bo nó già nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Cây thì cũng ghép được 7-8 tháng gì đó cô chú ơi, tại rút tàn lại ha. Dạ. Cây này em đo hoành thân đây 22 ha. Dạ. Bao chuẩn nha cô chú. Cái mình đi, đo cái mình nó cái. Cái mình nó 50. Dạ. Nguyên cái củ đặt ở đây luôn nha chị. Cái chiều cao là 52. Đó. Tán ngang là 50. Dạ. Một cây bonsai nha, nhỏ mà có vỏ nha cô chú, cây đẹp. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu là giá 4.500.000. Rồi, 4.500.000 cô chú anh chị nghe, mã số 5. Rồi. Rồi. Cây đẹp nha cô chú. Mình dưỡng lại là mình cắt bo được nhiều lắm mấy cô chú, sang đúng rồi. Cho Tết là ok. Tại cô rút tàn lại giờ nó mới có bữa nay mùng mấy rồi nó đâm này về mình xịt cử thuốc mình vô này kia vô phân đầu này kia thì nó ra tàn mịt hết cô chú. Dạ. Đây Tết còn mười mấy tháng mà. Đó, rồi. Rồi, mã số 6. Mã số 6. Đó. Mai vàng nghe quý cô chú, cây này đế nôm ha. Cây này nè, biết bao nhiêu người điện em nè, cây này bữa hổm em bán 2 triệu, hôm nay cũng bán 2 triệu nghe quý cô chú. Mà cái anh này anh Hữu ở An Giang nghe cô chú, số điện thoại này còn nè. Em ghi rồi tới em ảnh dịch đâu có gửi được đâu cô chú. Rồi nè, hôm nay em giao lưu lại nha. Hai bo lớn nha cô chú. Ghép có hai bo à. Đế nôm. Đó, đế nôm. Cây này cô chú anh chị về mình cắt bo được nhiều lắm nha quý cô. Cây này em cũng bán 2 triệu luôn chứ em không lên giá. Cây này cô chú nào mà mua không được ha, cô chú nào mình chốt chắc ai ha, chuyển cọc cho em nha cô chú ơi. Mấy cây thành phẩm em xin lấy cọc cho cô chú ha, để làm niềm tin. Em gửi cây nha cô chú. Rồi em đo hoành ở đây là 29 nha. Dạ 29. Cây cái bộ đế không là đủ tiền nha cô chú ơi. Đế nôm nha. Chiều cao 60 nha cô chú. Đó, cây này em trồng chậu 4 nha. Dạ.
Đế nơm ha. Rồi cái này em giao lưu là 2 triệu nha. Rồi 2 triệu chặn à. Cô chú anh chị. 2 triệu à cô chú, cái phôi không là đủ tiền rồi chứ khỏi cần nói mà tới ghép ha. Dạ. Đó, em bán cũng dễ. Rồi cây này em cũng bao ship phải đóng kiện nữa đó quý cô chú. Dạ. Cái bo nó có cái út luôn rồi cô chú. Đó. Cây này mình về mình lấy bo được luôn nha cô chú anh chị. Nè nó ra nè. Em này em con tàn trước Tết. Dạ. Rồi đổi cây. Rồi. Cây này mã số hình như 6. 6. Mã số 6 nha quý cô chú. Dạ. Cây mai vàng ha, bay ha, đẹp ha, cây này đẹp lắm nha cô chú. Rồi, cây này là cúc thọ hương ghép với gốc mai vàng đế cũ nha cô chú anh chị. Đế cũ nha, nè, nó cây đế sống khỏe ha. Ghép với bo chà bá nha cô chú. Nguyên một cái củ đặc đế luôn nha cô chú anh chị. Cái cây này tết cô chú chê thôi, bông thọ hương thì chỗ đẹp cực kỳ nha. Dạ, cây này mình ghép được 5 2 3 6 7. 6 7. 7 bo. Dạ, 7 bo nha cô chú. 7 bo, bo bự hết trơn rồi nha cô chú. Này về mình cũng cắt bo được liền luôn nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi, cắt bo. Cái này dằn tàn được rồi đó mà em cứ chưa có dằn hả cô chú. Dạ. Cây gốc. Gốc là em gốc từ đây, gốc mai vàng em lựa tuyển chọn không nha cô chú. Hôm nay em lên cái lô hàng này xù có, quái thú có ha. Nói chung đủ loại mặt hàng nha cô chú. Hà hồ cô chú lựa chọn nha. Em cũng còn clip thành phẩm này cuối này nha cô chú. Rồi em cũng nếu giao lưu rồi không giao lưu nữa thì em nuôi lại tới Tết mới giao lưu nữa nghe quý cô chú. Dạ. Chứ lúc này em lên clip này nữa là cuối á. Em bán phôi. Rồi mã số này mã số 6 ha. Em cho cái hoành thân. Cây này đẹp lắm nha quý cô chú ơi. Rồi 28 ha. Dạ 28. Đó cái củ luôn đi. Dạ. Mấy cây này đẹp lắm. Củ đế đặt là 77. Dạ rồi. Đó, cái chiều dài căn bay này nó được 60. Dạ. Cái chiều cao 80. Dạ. Đó. Mai vàng mà. Này vậy mình cắt bo mình dưỡng lại sang năm sau chơi Tết là để ngay đầu bằng khách là êm lắm nha cô chú anh chị. Đúng rồi, đẹp cực kỳ. Rồi cây này em giao luôn 7 triệu rưỡi nha quý cô chú. Dạ, 7 triệu rưỡi. Bao phí ship đi. Cô chú anh chị mình đồng ý cái nào mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Duy Hiếu giúp em mà. Dạ. Số điện thoại em là 0907 864 124 nha cô chú. Dạ. Rồi đổi cây luôn. Dạ, mã số 7. Tứ quý quái ha. À, cúc thọ hương ghép với gốc tứ quý nha cô chú anh chị. Đó, mấy cây này em bán lúa non nha quý cô chú. Cây này. Mấy cây này cũng mới ghép được 2-3 tháng chứ cũng không có nhiều ha. Dạ. Này là lúa non là nó lúa non ha. Hai, cô chú nào mình không biết ghép thì mình mua những cái phôi này về mình chơi luôn. Khỏi cần phải gửi em ghép đồ này kia có nhầm cô chú á. Mua cô chú nói gửi em lại ghép này có sẵn nè. Cô chú mình ưng ý cái mình mua luôn. Dạ. Rồi cái em vận chuyển về cô chú chỉ chăm sóc là thôi. 11 bo nha cô chú anh chị. Cây này ra tàn bay nha cô chú anh chị. Dạ. Này nó ra một cái là thôi. Này giờ là cắt bo được nhiều lắm cả trăm bo luôn á cô chú anh chị. Bởi vậy đó. Em cũng mới đặt lá hay trong Tết đó. Dạ. Rồi nó non mùa em xả lá bỏ luôn. Nó cũng mới ra lại ha. Cái này vô phân đồ này kia cái là cây nó đi đọt rồi nghe quý cô chú. Dạ, cây này đế đế thì thôi. Dạ, dạ. Nói mà nó quái nha, nó liền nha cô chú. Dạ. Quên nó nói nó liền nha. Dạ. Đó. Cây đẹp lắm nha cô chú. Rồi em cho cái hoành thân nó ngay đây, tượng trưng hoành thân đây là 28 nha quý cô chú. Rồi, vị trí này 28. Rồi. Rồi đo cái chiều dài bay nha. Chiều dài bay nó là được 85. Dạ. Đó. Cây này cái tán ngang. Tán ngang em nó. Rồi được 70. Dạ. Cúc thọ hương rất quý. Rồi cây mã số 7 em giao luôn là giá 8 triệu rưỡi. Dạ 8 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. À, dẫn bao ship đóng kiện ha. Dạ. Khi đi những cây này em để chậu cho cô chú luôn chứ em không có nhổ chậu đâu nha cô chú anh chị. Dạ. Mà cây nào lớn quá thì chậu mà vừa chậu 6 trở lại thì em để chậu. Mà có lớn quá là em không ship chậu nổi nha. Dạ. Chỉ giao xe tải đồ này kia thôi. Đã có mấy cái chậu lớn rồi, đổi cây. Dạ. Rồi. Cây này mã số 8 nha quý cô chú. Dạ, mã số 8. Cái này cúc thọ hương ghép với mai vàng ha anh. Đúng rồi, cúc thọ hương ghép mai vàng. À cây này bữa hổm lá nó em tính để lấy bo quý cô chú. Rồi em không lấy bo, rồi em mới cắt em con lại nè. Rồi thọ hương nó lên bông gì nha quý cô chú. Dạ. Ăn Tết muộn nha. Cái này mình ăn dạ. Gầm luôn hết cô chú anh chị. Ăn gầm. Dạ. Dạ. Đó, thọ hương đó cô chú thấy bông ha. Cây này thì ghép hơn một mùa nghe quý cô chú. Dạ.
đó, cây ghép nhiều thì em báo nhiều ha. 6 bo nha cô chú anh chị. Mà bo nó lớn không hả cô chú? Dạ. Đó. Gốc mai vàng mà đế nè, nó có cái cần này chừng nữa mình bẻ, chú bẻ cái cần gớt nha quý cô chú. Cây thân thì quái ha, cây này nó nổ ra trời chưa chuẩn bị nó lên xù nha quý cô chú. Chứ không phải mình thấy cái da này gì là không có sao hả quý cô chú. Dạ. Cây nó bung da ha. Đó. Chỗ này là nó dính liền nó đặt luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó liền luôn nha. Dạ. Đó, em cũng báo gõ đi. Quái quái vậy cà nà. Cái này cô rất là thích hợp mình để ở phòng khách hả cô chú. Cây đó cô thấy chú mặt bông đó rồi cô chú thấy rồi đó, cây dạ. Sống khỏe nha, nay nó đâm trời la lá. Cây này chắc em không có để bông đâu, em quay hôm nay rồi cô chú nào để, cô chú nào có chốt thì cắt bông bỏ thì em cắt ha. Dạ. Dạ, cô chú nào muốn để thì em để luôn đó, đằng tại vì em để cho nó khỏe, cây nuôi cây cho nó khỏe nha quý cô chú. Cây này mai vàng mà để giữ nha cô chú anh chị. Để em lựa gốc không nghe cô chú, gốc là gốc em đây em lựa ha, vô những cái gốc mai đẹp không rồi cô chú ơi. Rồi em đo hoành thân á, hoành thân đây là nó được 42 nha quý cô chú. Dạ, 42 hoành. Cái chiều cao, chiều cao là 79. Dạ. Sáng ngang là được 75. Rồi. Rồi gốc mai vàng này mã số 8 này em giao lưu là giá 8.500.000 luôn. À, 8.500.000 cô chú anh chị, mình chơi hoa hết luôn hả cô chú? Chơi hoa luôn. À, chơi hoa xong rồi mình dưỡng cắt bo luôn nha. Rồi. Rồi cây. À, mã số 9 nha quý cô chú. Dạ. Gốc này là gốc mai vàng ghép cúc thọ hương nha quý cô chú. Dạ. Cây này thì tách bông dữ lắm nha. Rồi em cũng mới xong rồi rút tàn lại nè, hôm nay nó đâm lá non ra nha quý cô chú. Đó, cây mai xù ha. Dạ, ghép được 6 bo nha cô chú anh chị. Cái bo nó già lắm rồi nha quý cô chú. Đó, cô chú thấy đó, đó. Cây này cái phôi lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Phôi lùng lực ha quý cô chú. Rồi, em xin thông số luôn nha. Rồi, cho thông số luôn ha. Mai xù nha quý cô chú. Rồi. Rồi, 43 hoành. Rồi, 43 hoành. Cúc thọ hương ghép với gốc mai xù nha cô chú. Em đo cái mình nạt nó lại 35 ha. Dạ. Cái chiều cao nó là được 80. Tán ngang nó là được 70. Rồi cây mai vàng ghép cúc thọ hương này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá 9.500.000. Dạ, 9.500.000. Tàn nó đều hết rồi nha cô chú anh chị. Đó. Cây đẹp lắm nghe quý cô chú. Dạ. Tàn tròn quay luôn ha. Tàn tại em bấm lại mới bấm lại cô chú. Dạ. Bấm nó cho qua rồi mình bấm lại đặng năm sau mình hút đó, cho cái cành nó chột nó lên nó lớn ha, chứ mình đừng có để cho nó đi quá ha quý cô chú. 9.500.000 ha, mai xù ha cô chú đây nè ha, chưa không có kỳ ha cô chú. Mai xù nói chung mình trồng trên chậu là mình không có, em không có kỳ rửa gì nha quý cô chú. Dạ. Rồi đổi cây. Cây này mã số 9 ha. Mã số 10. Mã số 10 chứ. Dạ. Cây này một cây cúc tứ quý ghép cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ, dán trực luôn nha cô chú. Nôm ha. Đó. Cây này quái ha, cây thân hoành lớn nha. Dạ. Cây này tết bông hồn về hồn dĩ luôn nha cô chú anh chị. Rồi, dán trực nha cô chú, như gốc tứ quý. Thẳng ha. Đó. Cây này là ghép được hơn một mùa rồi nghe cô chú. Dạ. Hơn một năm ha. Vàng xương tàn đều hết rồi nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi, xương tàn nữa nè. Dày bịch ha, đó. Cây này mình về mình cắt bo được nhiều lắm á quý cô chú anh chị. Đó, cây thì tàn tròn như chiếc nón ha, nó ra năm nay nó ra một cái đó thì cô chú biết rồi. Hình dung nha. Dạ. Cây thì đẹp dữ lắm nha quý cô chú. Rồi đế đặt luôn nha cô chú anh chị. Đúng rồi, đế nè, đế lực hơn cầm tay em ha. Dạ. Em trồng chậu 6 nha quý cô chú, lục giác 6. Rồi, cây mã số 10 này em cho cái hoành thân. Rồi, 44 hoành thân. Dạ, 44 hoành. Rồi em đo xích xuống đây ha. Là 57 ha. Dạ. Cái củ nở đây ha. Rồi cái chiều cao, chiều cao em nó rồi 1m3. À, chiều cao 1m3 nha cô chú anh chị. Rồi để em đo cái tán ngang, tán ngang là được 90. Dạ. Cây này có tác là cỡ khoảng 1m1 nha quý cô chú, tán dạ. Ngang tàn ngang á. Nè tại vì mình nói con tàn ấm lại nha. Đó. Cây đẹp lắm nha quý cô chú ơi.
trực thẳng ha, mình kêu bằng trực quân tử ha quý cô chú. Dạ, trực mà đế nở nha cô chú anh chị. Đúng rồi, tư quý mà hàng này giờ nói chung mà em cũng phải nói nó hoành lớn gì, nói chung là nó cũng là lâu lớn ha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Dạ cây mấy cây bốn mấy cái hoành này gì nó cũng là hơi là lâu lớn nha quý cô chú. Cái vàng xương tàn là đều hết rồi nha cô chú. Đúng anh chị. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu rồi, anh ha? Rồi cây này em giao lưu là giá là 13 triệu nha quý cô chú. Dạ, 13 triệu. Mã số 10 ha. Dạ. Cây này đóng kiện gỗ nó hơi cao nha quý cô chú anh chị. Dạ. Lớn nha. Rồi khi đi em cũng để chậm cho cô chú mình luôn nha. Dạ. Đó, tại vì mình nhỏ, em nhổ lên em sợ nó yếu nha. Dạ. Cái cây này đế nó còn phía sau nè, tại em be là cô chú biết rồi nè, nó be lên là cái đế nó còn sau chú nha. Đó. Dạ. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi đổi cây. Đây, mã số này mã số 12. Dạ, mã số em 12. Không biết có nhảy số không nha cô chú. Rồi cô chú nào mình mua có gì là cô chú chụp cái màn hình lại cho em ha. Đó, cây này mai vàng ghép cúng tỏ hương nha cô chú anh chị. Dạ, cây này có đế ha, có chứ đế đế nha. Nói chung là mai vàng mà gốc đẹp bên là em hàng em vô gốc đẹp không nghe cô chú anh. Dạ. Chị. Gốc bonsai mà đẹp không nghe, vô chậu đẹp luôn. Đó. Này đế là trải đều luôn nha cô chú anh chị. Đế thì bao đế nè, nói. Dạ. Về đế thì không miễn bàn nha cô chú. Dạ. Nó đế bonsai ha, đế cứng chậu luôn, ép chậu ha, cây này ép chậu 5 ha. Dạ. Dán chụp luôn ha cô chú, cốt cành ha. Cây này mình ghép trên 10 bo đó cô chú anh chị. Đúng rồi, hơn 10 bo mạnh, bữa nay nó đâm chồi nó ra nè, mấy cây đọt nữa là nó dữ. Dạ. Lắm nha cô chú. Tết là cây này mình chơi bông ok luôn nha quý cô chú. Này nó bắn đọt hay ghê không? Cái này mình vô dây cũng được rồi đó thôi cô. Đúng chú. Rồi, này dằn dây này đẩy về cô chú mình lấy bo em thả cô chú. Dạ. Thả cho cái chột cho nó mau lớn á, chứ không phải là gì ha. Thả cho nó đi dần cho cái chột nó lớn. Đế nè. Cái gì đế thì thôi. Mai vàng một cây mà đế gì thì thôi. Có một cây để phòng khách là quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nắng lúa non thì bán cái giá theo lúa non chứ. Mấy cây này mình nó già mùa rồi là giá trị lắm nha quý cô chú. Dạ. Cái này là 10 mã số 12 rồi hoành 36 ha. Dạ. Cái củ đế đặt đi. Cây này đế đặt 100 nha cô chú. Dạ. Nè, củ đế đặt là 100 nè. Đó, bộ. Dạ. Đế nó ra ngoài này là cỡ khoảng 100 mấy nha. Đó. À. Rồi cây này ghép trên 10 bo luôn nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Dán trực. Rồi. Rồi để đo chiều cao. Dạ. Chiều cao là 106. Dạ. Tán ngang. Tán ngang là 90. Dạ. Cây này bao quýp nghe quý cô chú. Dạ. Cúc họ hương ghép với gốc mai vàng đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Mình giao lưu giá bao nhiêu anh Hiếu? Rồi cây này giao lưu là giá 12 triệu nha quý cô chú. Dạ. Mai vàng cái gốc thôi không đủ tiền nha quý cô chú. Rồi. Chứ không cần phải ghép gì ha, rồi vô chậu đẹp này kia bao ship tới nhà nha quý cô chú. Rồi em nhắc số điện thoại em là 0907864124 nha quý cô chú. Dạ. Số đó là số Zalo luôn. Dạ. Cô chú nào có chốt cây nào thì cô chú liên hệ trực tiếp em ha. Dạ. Rồi đổi cây. Mã số 13. Rồi một cây thú ha. Thú quý nha cô chú. Dạ cây này lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cây này nuôi tương lai không nha cô chú anh chị. Mấy cây này em vú lại nè. À, hàng đẹp là giấu phải không? À, không có, tại vì không phải là hàng đẹp là em giấu, tại vì mua cao rồi mình bán cái giá nó cao đó rồi chưa được giá đó. Dạ. Rồi em không có bán được hết cô chú. Rồi, rồi em cũng phải đành ghép lại thôi. Rồi giờ em cũng giao lưu luôn nha cô chú, được giá thì em giao lưu nghe quý cô chú. Cây. Dạ. Ha. Nguyên cái mình cái cục đế ha, đế thì thôi khỏi bàn nha cô chú. Đó. Lùng lực luôn củ đế. Cây này anh, cây này ghép 1 2 3 4 7 bo nha quý cô chú. Dạ. Cái này mình bẻ ra là vừa đủ luôn ha. Cây này cũng ghép mới có mấy tháng à cô chú ơi. Cây này ghép hình như 3 tháng rồi. Đều tàn luôn nha cô chú. À, đều luôn ha. Đó. Cây nè, gốc nè, hết biết không? À. Rồi em cho hoành thân ha. Gốc. Dạ. Cũng hơi lớn. Rồi hoành eo là 42. Dạ vị trí là 42. Rồi cái mình thú ra 72. Dạ. Đây mình đặt ra 72. Cây này tổng cái nồi đế nó cũng hơi lớn nha cô chú, hồi đó cái bầu nó là khoảng 200 á. Dạ. Đó nè, đó gì thôi em để gì thôi, 150 nha cô chú. Dạ. Hơn 150. Cái này mình trồng trong chậu mấy nha anh? À cây này chậu 68. Dạ. Lúc chậu chữ nhật 68 nha. Chiều dài là 8 nè, chiều ngang 6. Dạ. Là cho cô chú mình hình dung ha, cái cây bự dữ lắm nha quý cô chú.
Đây là em ôm cho cô chú mình nè, mặt nào cũng đẹp nha cô chú. Đó. Nha. Cây dạ. Mặt nào cũng đều hết. Cây này mà năm sao thành phẩm là VIP dữ lắm nha quý cô chú. Đúng rồi, tứ quý mà hoành gì cũng hơi nói về độ khó kiếm thì em không dám nói ha. Dạ. Cây nó cũng tứ quý mà là hoành này cũng lâu lớn lắm nha quý cô chú. Dạ, cây này mình giao lưu giá bao nhiêu? Giá 18 triệu nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cây này khi đi ship xe tải nha cô chú, chứ mà vận chuyển đóng kiện thì chắc không nổi ha quý cô chú. Dạ. Tại vì cây này cái chậu nó lớn chứ lắm. Nhìn ở ngoài lực cây lắm nha cô chú. Lực cây lắm nha cô chú, nhận cây là mình vừa ý liền nha quý cô chú. Dạ. Rồi em giao luôn 18 triệu là mã số 12. Không biết nó có lộn không hôm nay. Dạ. 13 ha. 13. Dạ. Rồi 13. 13 là 18 triệu nha quý cô chú. Dạ. Cây đẹp ha, cúc thọ hương không nha cô chú. Dạ. Vườn em đã em đặc biệt là cúc thọ hương không. Dạ. Rồi đổi cây. Rồi cây này mã số 14 nha. Là cây cuối clip ngày hôm nay. Dạ. Tứ quý luôn nha quý cô chú. Gốc tứ quý ghép với cúc thọ hương nha cô chú. Đúng rồi, tứ quý ghép cúc thọ hương. Cây này đế dữ lắm nè, em không có moi nè, em moi ra cho cô chú mình thấy nè ha. Đó. Đế đều nha quý cô đế chú. Đế nó đều hết trơn ha, một cục nạc dây bọng quấn. Nè cô chú, đó. Đế nó ha, tại vì em trồng cái chậu mình không có bư môi đế à, chi ha. Dạ. Cho cây nó sống khỏe nha. Cây này bông dữ lắm nha cô chú. Nó cây mới vừa hết bông ha. Dạ. Ghép đó. Đều tàn luôn nha quý cô ghép chú. Ghép đều tàn. Đó. Cái này cô chú về mình cắt bo được nhiều lắm nha quý cô chú. Dưỡng lại sang năm sau chơi là cứng ngắt cái tàn luôn nha. Cây này ghép cũng được 8-9 tháng gì nha quý cô chú. Dạ. Cây hoành lớn nha. Mấy cây này hàng nuôi tương lai nha cô chú ơi. Mấy cây này mình nuôi nha. Tứ quý mà hoành đi. Dạ, em cái xin gốc này bá nện nha cô chú, đế nè cô chú. Đế đều nở nha cô chú anh chị. Đế đều nở nha, lực nha như cái bình nha cô chú. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Rồi cho hoành thăng cho cô chú mình. Rồi 53 hoành nha quý dạ, cô chú. 53 hoành. Tứ quý 53 hoành nha cô chú. Chiều cao là 115. Dạ. Rồi để em đo cái tán ngang. Tán ngang là được 110. Rồi cây này mã số 14 là em giao lưu là 15 triệu nha quý cô chú. Dạ. 15 cây này triệu cũng là cây cuối clip luôn ha quý cô chú ơi. Dạ. Dạ. Này gần quán thanh nha cô chú. Cây cuối cùng cái thanh lên. Dạ. Dễ ha. Rồi. Rồi hôm nay em cũng lên được mười mấy cây cúc thọ hương ghép già mùa có, non mùa có nha cô chú. Rất mong cô chú anh chị lần sau ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0907 864 124. Hẹn cô chú clip mới và sớm nhất nha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh đã chia sẻ ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chúc cô chú anh chị mình sưu tầm thêm được nhiều cây mai đẹp ha quý cô chú. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.